Ok, chào các bạn. Mình là Jackson. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chơi nơi gọi là Royal Botanic Garden. Công viên rất là nổi tiếng ở Úc và rất là rộng, mình có thể khám phá. Trong lúc đi chơi thì mình có thể chém gió một chủ đề, đó là từ vài ngày để chill chứ không phải để stress. Ok, let's go. Hiện tại thì mọi thứ diễn ra rất là nhanh và vội vã. Nhiếp ảnh cho khách chúng ta có thể lưu lại những khoảnh khắc rất là đẹp khi mà đi dạo trong công viên. Chúng ta tập trung vào những cái chi tiết khá là nhỏ nhưng mà đơn giản, hoặc là những sự tương phản giữa sáng và tối, thì mô hình chung thì mình có thể cảm giác như là mình có một sự kết nối gì đó với cả không gian xung quanh của mình. Có thể là một tiếng gió xào xạc hay là tiếng chim hót gì đó. Anh Jackson ơi, tại sao anh lại thích chụp ảnh ạ? Như anh vừa nói thì ngoài việc chụp ảnh có thể giúp anh sống chụp lại hơn, thì chụp ảnh có thể giúp chúng ta bộ lộ những cảm xúc đó nhất định. Thì qua những máy ảnh như thế này thì mình có thể chụp lại những khoảnh khắc mà nói lên những niềm vui nỗi buồn, hoặc là về tình yêu, hay là một cái ước mơ nào đó nhất định của mình. Chung là nếu mà những người nào mà không giỏi văn như mình thì chụp ảnh có thể là một cái ngôn ngữ nào đó không lời nói. Hôm nay anh mang máy gì thế ạ? Hôm nay thì anh mang hai máy. Một máy đầu tiên là máy Leica Mini Lux, máy point and shoot. Hôm nay mình sẽ chụp phim là chủ yếu, thì cái máy point and shoot thì anh khuyên là những bạn beginner nên mua những máy đó. Thì còn máy khác thì anh có mang một máy medium format Mamiya 645, thì cái khổ rất là 645 thì chụp khổ phim rất là to. Hôm nay anh mang phim gì thế ạ? Thì máy Leica này mình có một cái phim Kodak Go trong này rồi. Máy lại thì máy medium format kia mình mang hai phim là Go 200 với cả Ekta 100 gì. Phim Ekta là chuyên đi phong cảnh, cái công viên này khá đẹp nên mình mang cái phim này. Rồi bây giờ mình đang tính chụp là ra house từ cái cầu. Góc này là cái góc mà thường để xem bắn pháo hoa, nó rất là đẹp. Thế thì mình thấy góc ra house với cái cầu cạnh nhau. Thì em tính chụp là hôm nay nếu các bạn thấy, nhưng mà thấy thì nắng quá rồi, mình không nhìn thấy gì cả. Nên mình cứ nghĩ là chắc là ảnh nó sẽ lóa thôi, mình có kệ cái chụp. Nói chung là hôm nay không quan trọng là ảnh đã đẹp hay không, quan trọng là mình cứ dám nhận cái chụp nhá. Đẹp nhỉ? Nghiêm đấy nhá. Cho chỉnh dáng cái ạ. Không, cần đầu. Từ 2, 3 này. Ok. Cây này trông hay nhỉ? Kia yeah, hả? Vâng. Hoàng hôn xuống mình quay lại đấy, nắng quá không nhìn gì, nhưng mà bây giờ trông cả công nhiều giờ vàng thì quên mất chưa mở máy.
các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích thú hoặc là có những bình luận gì thì hãy để lại một ít bình luận cũng như là like, subscribe. Đây là video đầu tiên sau vòng 4 năm thì cũng như là đầu tiên mình nói chuyện rất nhiều. Hy vọng các bạn ủng hộ. Ok, bye bye mình đi đây. Yeah. Anh đi đâu vậy? Đi về chứ đi đâu, đi ra xe. Ok, bye bye. Ê, mà từ từ đi, chưa đi về bộ đâu, từ từ mình đi rửa phim. Ok nha. Bây giờ mình đi lái qua một cái lab mình hay rửa, tên là Do Film Lab. Cái lab này ngay Surrey Hill thôi. Distracted.